Ê, anh Phương em nghe là có biến đi đúng không? Hai thùng không biết gì nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Sinh tố. Sinh tố. Sinh tố. Sinh tố. Mà biết sinh tố gì á? Ếch nhảy không à, ếch đâu có lăn đâu. Rồi gửi cho anh yêu đi. Anh em mà gửi cho anh em 100. 200 chứ 200. Anh yêu khán giả gửi cho anh tiền xăng. Tiền xăng đúng rồi. Rồi xong nha. Dạ rồi. Chú Hành đâu, chú Hành ở đây có quà, chú Hành có quà, chú Hành ơi nhiêu vậy? Chú Hành 100, chú Hành 100, gửi chú Hành 100, khán giả gửi chú Hành. Vậy 100 đây hả? Biết gì vậy? Có bao nhiêu? Rồi vậy là chú Hành nhận 100 rồi ha. Dạ 100 ly hả ta? Trời ơi, 100 ly sư tử, 100 ly chè. 100 ly chè vô nữa đây. Trời ơi. Đó, 100 ly sương tố, 100 ly tè. Ở đây có chè không chứ có ai tè hết không nha. Chè chứ không phải tèn á. Quá trời. Bữa nào có cái tèn đó kìa, đây tèn. Trời ơi, 100 ly sinh tố, 100 ly chè. Khủng khiếp. À, vô lấy tiền em, có khán giả tặng. Nhanh lên. Đúng rồi. Tại tấm lòng của khán giả này. Đây cũng chơi sót tại nhiều quá, chơi sót. Không, xin lỗi. Chơi nhiều quá. Nhiều quá mình phải thông cảm. Dạ. Mình nói đúng không? Khi khán giả khi mà ngay trong video của chị. Trăm ly sinh tố mà. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên cái có người che tôi ta? Gì kỳ vậy? Chuyện gì nuốt cái lại sao không? Gì cha? Gì cha? Ừ cái này hai bà này như lộn với tính là tự nhiên cái gì vậy cha? Ủa cái ông sang này ông cao dữ vậy, ông đứng đâu vậy? Đèn đó cái này xin tố gì vậy ta? Ừ, nhưng hiếm tại phải mà như không có nghịch độc, không biết là cô chắc là cô sót rồi. Ồ, 100 ly chè, 100 ly sinh tố chắc là có đó mà tại cô sót. Sót ai? Hả? Nhớ nè. Trời ơi, vậy luôn hả chú? Nói gì, sót ai? Nè, điện nha. Chắc sót tài. Sót tài. Quá mua quá, bây giờ luôn rồi. Cái này là đúng rồi. Chú nha, chú thích uống sinh tố bơ. Cái gì ra, sổ gì ra? Thôi vậy vậy hai chồng mình một phần thôi. Chia là ông Tài đi. Cô cho ai thì lấy vậy? Cô đưa em 200. Em mới hỏi cô là cô ơi sao cô cho 250. Cô đưa lại cho chị. Em hạ tàu. Em hạ tàu á. Mà nãy giờ đủ 100 chưa nè? Hai bà bắt tay luôn thấy ớn không?
Thành tế vui vẻ nha. Chỉ có con gái nên là hạnh phúc cho nhau. Trời ơi, vậy luôn hả? Hai đứa nổi không cùng. Đưa vô trong mấy người yêu ấy vô, đưa vô. Ủa mà mà vô đây nào, đưa phía bên này. Giờ khiên lên nữa. Chè nữa mà, chè đang chờ đó. Khoan, mình đếm là đủ 100 chưa? 72 ly, 8 ly gì đó. Bảy nhiều hả? Gỏi nhiều hả? Thắng ơi, có miếng. Gì vậy? Quay mày đi đâu rồi? Có miếng quá trời luôn. Thôi rồi đưa 100 cho em Khang em. Khang rồi. Biết gì không? Trời ơi, nãy biếng quá trời luôn mày đi mất tiêu. Biết gì không? 3 4 nhập. Ô nhập luôn hả? Ghê vậy. Khán giả gửi cho em à. Chú anh chị ơi, nhập quá trời luôn. À, nói chung là anh cũng không biết, nhưng mà khán giả gửi thì em gửi lời cảm ơn đến cô đi. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe đi em. Chúc cô nhiều sức khỏe. Đúng rồi, mình nhận được tiền, mình đã chúc cô nhiều sức khỏe ha. Sao nãy giờ đi đâu rồi, không thấy? Làm hả? Còn có anh Duy Minh nữa không? Mày hiểu anh Duy Minh nữa. Thiếu Duy Minh nữa, còn cái này là gì ạ? Không, ý là trong đây nè. Em thấy Duy Minh đâu không? Ở đây gọi anh Duy Minh vô luôn đi. Duy Minh đang chuẩn bị vô luôn. Vậy hả? Vô luôn rồi, nói là xong. Ủa, rồi. Ủa dạ. Mình vô thay lại ăn có nãy em nhìn kỳ mà, em đợi em thấy ổng có một và em có hai em nói cô lộ là cô đưa cho chị hai chị em đi cà phê thôi lát đẩy vô ly sinh tố uống thấy muỗng ăn thì bà thấy em thật thà thấy em thật thà bà đây nè tôi nè má có muỗng nè chúc có đưa cho lát đưa vô ly sinh tố uống tôi cho cái cụ lôi đi chơi cái cụ tao ổng có xét chưa cái cụ cái gì vui trời ơi chị đi thôi đang đây vô mấy rồi 100 cái gì mà không có đèn đâu chứ mình ra tao đâu trời hồi sớm giờ tưởng nó sớm xét đến em rồi đó hiện tại anh bảo vệ chạy xe điện vô luôn kìa ghê chưa nói lại sớm giờ đủ tiếng rồi đi về. Bây giờ là 16 giờ 44 mà lượng khán giả vẫn không có thư bớt ha. Hôm nay là 1 triệu. Cái gì mà anh triệu ly sinh tố kìa vậy? Tưởng cho nhiều lắm. Trời ơi. Quà lớn chiều thứ hai. Đang đem vô. Đang đem vào. Đợi luôn đi. Làm dừng đi. Không, bấm để vô luôn cái chuyện chơi. Ồ, rồi. Thôi 15 mét Bình Dương xin tạm biệt tất thôi, cả quý cô chú. Thảo xin tạm biệt. Con bả băng ké nè. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.